Egypt, hai Garrick, một Ia, một Summer, họ cái Ia thôi. Chúng ta có AC Egypt, AC baby. Oklahoma.
Và một pha bắt quân của game thủ Văn Nhất, à bắt giò. Hoàng Mai Nhi đang bị game thủ mùa 2 chém vào. Đây là máy của bạn lớp cầm mấy zip. Lớp hiện tại thì đang chém phớt qua nhà mùa 3 và đi vào trong luôn. Vâng, nhưng mà ăn được cũng tầm 5-6 dân để trả đũa lại cái thủ mèo. Nhưng hầu như vẫn đang bị cái thủ mèo 2 quấy rất nhiều. Văn Nhất vừa mới ăn được 10 dân hoang của thủ mùa 2 giữa bản đồ. Vâng, chết sạch dân giữa bản đồ luôn. Công 9x mất rất nhiều dân giữa bản đồ. Tỷ số ở xe này đang là 1 đều. Tếu. Nhà tên nhấp nháy nhá. Bên họ nhiều chém, họ còn Summer Hồng Anh. Hồng Anh điểm nó rất cao. Bốn năm dân nhà xấu. Cảm giác đủ hơn 50 dân là mình ốp. Bây giờ là đến lúc chúng ta sóc quân, ép quân ra. Thế trận chúng ta ép quân ra. Bốn to, bốn đầu cánh Tếu. Bách đẩy một tên anh ơi, đẩy đầu cánh của Tếu. Tếu là yếu tham rồi. Còn một bốn là chắc nhà đấy. Bốn truy mệnh là chắc nhà đấy.
bắt đầu ra ruộng nhiều thứ là lát họ ra là đều ngay đầu nhà của Tễu luôn. Anh Mách đi thế là quá nha, đi hơi chửi chỉ lại một tí. Đấy, tới đấy thôi là đâm vào tường là tới rồi. Chứ anh nghĩ thế là hơi quá rồi. Không, đang bảo bách cơ. Máy của Valop. Valop cũng ra chém vào 4 à? Thì chúng ta đang úp vào 4 đấy. Đấy, nhà 4 là nằm chỗ đấy. Để con đâm, chúng ta sẽ úp chết nhà cái thủ 4 này trước, sau đó sẽ di vào. Đã đủ vàng, đến lúc chuẩn bị úp rồi. Nào, ép cho quân lên, chúng ta đi úp thôi. Bo lại xong đi quân thì còn 5-6 con nhà được rồi. Như vậy là nhà mà 4 sẽ bay thế này. Họ sẽ vòn để cho mình không để quân. Ôi nào rốt đi. Thế trận này họ đang câu kéo kiểu vần vần với nhà mình cho mình không đẩy quân thôi. Để chúng ta phải dí luôn. Rất nhiều hy của game thủ công chiến đích. Rồi là vào đi. Công đang ở nhà rồi đây lại đang Tiêu đâu rồi? Tết là đang ở nhà. Đã dí vào. Thế chặt là đội bạn cũng có khá nhiều chém. Tếu đang đuổi qua dự nguồn kiên thủ 4, quản 4 chặt. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ điều quân đây. Vừa lên 4 xong rồi cho đội bạn. Rất đông quân của Hồng Anh đây. Lúc này thì đây rồi, đấy đấy, sau hit là vẩy em bắt nào, chửi vẩy em bắt nào. Rất đông quân của Nhất đấy, vẩy em bắt nào. Chết rồi đấy. Có bài đi. Họ xong rồi vẫn chưa công nghệ và lực ruộng của bạn. Họ yếu lực lắm mà, các nhà chém lại yếu hết rồi. Bởi vì bây giờ còn mỗi lực nhà của Summer thôi. Họ yếu hết lực rồi. Con mình dồn lên nhà đi. Vừa ra cái lửa, được ra tí lửa thôi. Rồi thì quay lại nhà úp luôn anh. Vì chém sẽ phải cứu. Dí qua lên, dí lên dốc, dí lên dốc. Và lớp rồi, ra nhà đâu. Không là một tơ nữa là đỡ được đấy. Một tơ nữa là đỡ được rồi. Cần quân của Và lớp cơ mà. Cần chém lạc đà Và lớp cơ mới chém được hot. Và lớp nhiều đấy anh à, bà lên nhà ô cơ mà. Máy của Hoàng Nhi. Tạm lùi. Nhưng mà chắc là nhà nó cơ. Thôi cái đấy, dồn đúng mặt đấy, xong dồn lên trên dốc bên này, dồn lên dốc bên này luôn. Đấy, chỗ đấy là hot được bạn ít lắm, có 7-8 con. Hơn chục con rồi, hơn chục con rồi, hơn chục con rồi. Được hơn chục con rồi đấy. Còn dốc đấy khả năng không lên được đâu. Khả năng không lên được. Không 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 không, cùng có mấy con thôi. Đó, mất nhiều dân. Họ đang quay về đông hoa đấy nha, anh không ăn được đâu. Không, chạy hết nhà rồi. Giờ cơ cấu lại.
đang làm ăn kín sau nhà mình thì phải. Nhất bên nhà. Có phải quả đâm đi hơi bất ngờ của thủ mùa 2. Mười mấy con đi đâm vào. Đây rồi, dân vàng mùa 3 ở ngay tại nhà đây. Hoàng Nhi vừa bắn lại một tên mùa 3. Mới đây đã tìm thấy rồi. Rất kín này đâu bạn. Có là những khoanh ruộng kín. Mùa 3 sẽ mất tham sau tuần này. Yes. Tham của anh vẫn là tham to. Vẫn tham tầm yes. Hơn 50. Yes. Vâng, đây đã chém một đồ bài và bắt tuần này của đồ bạn. Thì bạn nó bắt được. Họ sẽ cơ cấu lại lực ở nhà, sau đó họ mới tính bài đẩy đi. Nó đẩy khả năng cao sẽ đẩy nhà bóng như trước. Nhi đang dí lại một tôn, đồ bạn chắc đi quân rồi. Tầm này họ đi quân rồi. Ở nhà chỉ có một ít quân thôi. Quân đứng rất dài. Rất dài hot dành cho game thủ mùa 1 này. Các bạn sẽ mất lại dần lại dần. Máy của Hoàng Nhi vẫn đang quấy rối rất mạnh nhà đồ bạn. Cố dí khoảng 2-3 con vào giữa ruộng không. 2-3 con thôi cho họ phải mất tay họ kéo vào trong nữa. Không kín ở đây rồi, không có hướng để vào nữa. Hoàng Nhi trách nhiệm mà đi để giữ chân game thủ Hoàng Anh. 6-7 dân họ bắt đầu nở ra được dân. À vẫn từ nãy đúng không? Có anh như là 6 mấy dân mà. Máy tếu đang bắt 2 là rất đều. Tếu tham 40 rồi vẫn lạc đà trâu ra tí sang bắt hot. Họ vẫn còn mồ 3 meo meo đang ở đâu đấy. Meo vẫn có dân. Ồ, họ bắt đầu đẩy quân giữ bản đồ nhá. Sao kìa? Thế cũng chấm mồ 1 đổi màu rồi đi di chuyển rồi. Giữ bản đồ rồi. Ở trước nhà chính của Bách kìa, một tên to kìa đấy kìa. Tên to nhá. Nhà Bách. Họ sẽ dí một tên vào giữa như ruộng nhà mình đấy. Ruộng mình kìa. Họ tràn vào, có chém rồi thủ mèo luôn. Mình còn cơ sở khác nên cơ sở này tạm thời dạt đi và ăn vàng ăn gỗ. Dạt đi ăn vàng ăn gỗ. Cái này Hoàng Như có thể gây rối nhà đồ bạn được không? Tễu đâu? Quân của Tễu đâu rồi? Nên thần rồi. Rất đồng hợp của Summer, đáng có bà của game thủ
Vân Nhất. Bạn nào về kịp khả năng cao vẫn có thể đỡ được tình huống này. Hoạt thần. Hoạt thần họ ăn rất tự tin đấu. Quay rồi. Tỷ số là 1-2 ở trận đấu thứ 3. 1-2 ở trận đấu này.